ta nói rất nhiều thực hiện 5K rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi nói thẳng, các đồng chí thực hiện nghiêm ngặt đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt luôn. Tôi đề nghị các đồng chí báo chí cũng ủng hộ cái này, tuyên truyền lên. Và tôi cũng đề nghị thế này, tôi nói thẳng thôi, đừng bắt vẹo nhau ở cơ sở pháp lý ở đâu. Giống như một năm trước đấy lúc tôi nói là tăng khẩu trang y tế để giúp giấy khác, đừng có bắt vẹo nhau nữa. Bây giờ chúng ta đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Các tỉnh, thành phố, trước hết là các khu đô thị, các ông chí tiến hành kiểm tra đeo khẩu trang nơi công cộng thôi, dừng hẳn. Chúng ta không nghiêm. Nếu một tỉnh như ở Hải Dương hôm qua, Bộ Y tế chi viện 6 đơn vị xuống. Nếu chúng ta không nghiêm mà có 2-3 nơi như y tế hoặc là như Hải Dương thôi, Bộ Y tế không chi viện nổi. Mà nếu mà 10 nơi như Hải Dương, Bộ Y tế chi viện. Đây là việc mà tôi nói không chỉ là nói từ đầu rồi, nhưng bây giờ là lúc hơn lúc hết, thấy nhắn tiền trước mắt của tôi đề nghị tất cả các tỉnh công chí nghiêm túc. Và truyền thông với tôi đề nghị công chí giúp mình ra ngoài công cộng. Chịu khó, khẩu trang bán được. Còn các ca khác thì công chí phổ phép, đặc biệt cái đeo khẩu trang. Tôi đề nghị công chí quán triệt rất là chặt chẽ. Một cái điểm tiếp theo mà chắc là anh em sẽ thảo luận. Bây giờ cũng nói mấy tháng nay rồi, các nơi làm rất cần chừng. Là chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo rất kỹ. Đầu tiên là toàn bộ các cơ sở y tế, rồi đến tất cả các trường học, tất cả các cơ sở lưu trú. Tiếp theo là tất cả các bến xe và phương tiện giao thông công cộng. Rồi đến tất cả chợ búa và trung tâm thương mại. Rồi đến các nhà máy xí nghiệp. Tất cả chúng ta đều đã có hướng dẫn cho dịch như thế nào. Chúng tôi đã hướng dẫn tất cả các tỉnh phải chỉ đạo bên dưới tự kiểm tra và tự cập nhật lên cái bản đồ an toàn Covid, ai là xanh thì được hoạt động. Mô hình thành phố Hồ Chí Minh người ta làm từ năm ngoái rất tốt, mình nói rồi, nhưng mà hầu như các tỉnh làm rất hời hợt. Hôm nay tôi nói các ông chí, dịch xảy ra lúc ấy hối hận không kịp đâu. Hướng dẫn trên này hướng dẫn hết rồi nhưng mà làm rất chậm. Ngay y tế và bệnh viện được xuống đến làm đến cơ phòng khám tư nhân các thứ là chậm rồi. Được mỗi trong giáo dục là nhanh nhất. Nếu làm nghiêm như thế thì làm gì có chuyện cái nhà máy ở cái khu công nghiệp Chí Linh bị như thế này. Nếu làm nghiêm ở các bến cảng bến bãi thì làm gì có chuyện cái ông ở Vân Đồn bị như thế.